Em xin chào tất cả các anh chị cô dì chú bác y hoa lan trên cả nước và phiên tối nhé. Phiên tối nay em lên cho các bác đơn hàng như sau. Đơn hàng đầu tiên là đơn trứng bướm này các anh chị này, một cây này, đó, hai này, toàn là cây khủng luôn nhé, ba này, bốn này, năm này, lúc này là một mẹ bồng nhiều con, nhiều cặp lá lắm này, đấy, và sáu bảy cây gì đấy. Đơn này 100k, ai chốt trứng bướm là 100k dùm em ạ. Đây là hình số 1. Hình số 2 là một cây châu mít rất là đẹp luôn. Cây này về cho các anh chị sưu tầm hàng Tết luôn ạ. 250 cây đang nụ này, 250k. Ai yêu hình 2 dùm em nhé. Đây nụ của nó đây nha các anh chị nhé. Đây ạ, à, nụ của nó này, 250 cây châu mít. Đây là lô 2. Lô 3 là đơn châu nguyên bản nhỏ, kèm theo một hai cây rời. Một cây này, một cây này, hai này, ba này, gốc này là 2 cây, là 5 cây. Và 2 cây rời là 7 cây. Đơn này 100k. Ai chốt hình số 3, hình số 4. Hình số 4 là một cây châu xếp rụt rì to, chỉ thiên đẹp. Con này 300k này, rất là rụt lá mít nha cả nhà. Bản lá to luôn này. Cái lá gốc ở đây là bị cháy lá thôi nhá, bị cháy lá, nhưng mà còn lại lá rất là đẹp. Lá to dày đẹp cực kỳ luôn, 300k. Ai chốt hình số 4. Số 5 là đơn quế tím. Quế tím này là 10 mấy cây luôn, 100k này, em tặng kèm cây sóc nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11 này, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 cây. Ai chốt đơn này 100k, em tặng một cây sóc. Đơn này là 100k nha cả nhà. Vẫn là yêu hình số 5, hình số 6 là một cây châu mít dày đẹp, mít xếp dày đẹp nhé, 100k. Còn cái lá này nó bị cháy lá thôi, hai cái lá gốc này nhé cả nhà, còn lại ba lá rất là đẹp, dày cứng luôn này, 100k. Số 6, hình số 7 là một gốc hoàng nhạn chi chít luôn ạ. Đấy, gốc này là 9 cây luôn, một cây lớn này, 2 cây này, 3 cây, 4 cây này, mít đẹp luôn ạ. Gốc này là một cây này, nhỏ này giống mít này, 2 này, 3, 4, 5 cây, cả chùm nhỏ rất là xinh, hàng VIP luôn ạ. Ai chốt hoàng nhạn này 500k dùm em nhé, 500k. Đơn hoàng nhạn chi chít luôn, ba chuẩn đẹp. Cái này mà nó lớn, nó khủng á, là các anh chị tha hồ ngắm hoa của nó cả chùm luôn, rất là VIP ạ. Vọt hoa rất là đẹp. Đó, bắt đầu chốt hình này nhé. Một hoàng nhạn gốc nhiều cây. Và hình cuối cùng của em là 1-30, hai cây nhạn to. Một cây này, một cây đấy ạ. Cây thứ hai này, cái lá của nó là bị cháy nắng thôi nhá cả nhà. Bị cháy lá, nhưng mà em vừa qua vừa lại em để giá rẻ 1-30 thôi, hai cây to này nhá. Năm sau chơi hoa rồi ạ. Phiên tối nay em có một số đơn hàng, anh chị nào mà chốt đơn nào thì cứ liên hệ qua số điện thoại của em nhá. Em xin chào toàn thể các bác, chúc các bác một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon nhá.